Hôm nay đi ở khu vực nhà thờ bà vừa gặp siêu xe và vừa gặp chó mang kiến luôn kìa. Hai con ồ ở đây có thứ gia nào chơi ở Sài Gòn có nhiều hội chó người là thú cưng đó mọi người thích là chơi mua chó cảnh những chó này rất là đắt tiền nha mọi người. Dễ thương quá ta. Lái xe đạp luôn cho mình ghê. Ngoan quá không chạy xuống sorry.